Xin kính chào khán giả của Audio Hà Nội TV. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, năm 2016, Audio Hungary đã chính thức đưa ra các dòng sản phẩm Qualiton ra thị trường thế giới, đem đến rất nhiều thành công cho hãng audio trẻ tuổi này. Trong số phát sóng lần này, Audio Hà Nội TV xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu âm ly đèn tích hợp đắt giá nhất, mạnh mẽ nhất của Audio Hungary, đó là Audio Hungary Qualiton A50i, sở hữu công suất 50W. Âm ly Audio Hungary Qualiton A50i có thể xem như là phiên bản nâng cấp đáng giá từ Audio Hungary Qualiton A20i. Chắc chắn thiết bị này sẽ đem đến những trải nghiệm nghe tuyệt vời hơn cho những người yêu âm nhạc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Audio Hungary là một thương hiệu âm thanh còn khá mới mẻ với các audiophile. Lần đầu tiên những sản phẩm của hãng có mặt tại Việt Nam và được phân phối độc quyền tại Audio Hà Nội. Thương hiệu này không có phổ sản phẩm quá rộng, tất cả được chia thành hai series, đó là Classic và Qualiton A, và Audio Hungary Qualiton A50i là một trong 4 sản phẩm thuộc series Qualiton A. Nếu so sánh với Audio Hungary Qualiton A20i, Audio Hungary Qualiton A50i không quá khác biệt về hình thức. Thiết bị này sở hữu khung thân máy làm bằng thép không gỉ, dày 1,5mm. Phía trên được mạ chrome sáng bóng và rất sang trọng. Nhà sản xuất đã trang bị cho chiếc âm ly đèn tích hợp này một bộ nắp đậy bằng kim loại, có thể tháo rời để bảo vệ phần đèn và biến áp ở trên. So với những mẫu âm ly đèn trên thị trường thì Audio Hungary Qualiton A50i có vóc dáng không quá đồ sộ, với kích thước 350mm, 210mm, 400mm và cân nặng khoảng 25kg. Nhà sản xuất đã trang bị cho chiếc âm ly đèn này một chiếc điều khiển từ xa khá lớn, được mạ chrome giống như mặt trên của chiếc âm ly nên rất đẹp. Người sử dụng có thể dùng điều khiển này để điều chỉnh âm lượng và chọn chế độ mood từ xa rất tiện dụng. Audio Hungary Qualiton A50i là chiếc âm ly đèn tích hợp Class A chạy mạch full boost, sử dụng 4 bóng đèn 4 cực tung shore KT120. Vì thiết bị có chức năng audio bias nên người sử dụng có thể thay bóng KT120 bằng bóng KT88 hay thậm chí bóng KT150. Từng đầu vào của âm ly sử dụng 2 bóng tung SRAM ECC83 NOS và 4 bóng E88CC do Generac Goldion sản xuất. Mỗi kênh của chiếc âm ly đèn này có công suất 50W ở chế độ Class A. Audio Hungary Qualiton A50i đảm bảo độ méo tín hiệu rất thấp, chỉ nhỏ hơn 0,75%, nhiễu ồn cũng dừng lại ở mức nhỏ hơn 1mV. Mặt trước của Audio Hungary Qualiton A50i sở hữu núm xoay được chia làm hai phần, trong đó núm xoay nhỏ hơn dùng để điều chỉnh âm lượng, núm xoay lớn hơn dùng để lựa chọn kênh đầu vào. Phần núm xoay này được làm bằng nhôm và sơn tĩnh điện màu đen, nên núm xoay đem lại cảm giác rất chắc chắn. Ở đằng sau, thiết bị có 3 cặp cổng RCA và 1 cặp cổng XLR. Cùng với đó là hệ thống đèn LED hỗ trợ người dùng trong việc kiểm soát hoạt động của thiết bị. Nhà sản xuất đã sử dụng rất nhiều linh kiện cao cấp cho sản phẩm của mình, trong đó có cọc loa do Casa Audio sản xuất, các điện trở kim loại cỡ lớn, tụ ghép polypropylene WiMA. Các cặp cọc loa này được đánh dấu 4 ôm và 8 ôm. Khi phối ghép với loa 4 ôm, người sử dụng sẽ dùng 2 cọc loa 4 ôm và 8 ôm. Với loa 8 ôm cũng tương tự như vậy. Đặc biệt, chiếc âm ly đèn Audio Hungary Qualiton A50i còn sử dụng biến áp nguồn hình xuyến và biến áp xuất âm có kích thước rất lớn, chiếm khoảng 1/3 diện tích bên trong thân máy. Phần mạch nguồn thiết bị được đặt trong một khoang riêng và các bộ phận được thiết kế cố định chắc chắn để hạn chế rung chấn hiệu quả nhất có thể. Các mạch khác như mạch chỉnh bias bóng đèn, mạch nhận tín hiệu từ điều khiển hay mạch đèn LED, mạch chọn đầu vào đều được thiết kế trong bảng mạch PCB. Riêng bảng mạch audio được thiết kế theo phương pháp thủ công point-to-point, đảm bảo đường tín hiệu ngắn nhất có thể, dẫn đến khả năng duy trì nguyên vẹn chất lượng tín hiệu âm thanh từ nguồn phát. Nhìn chung, chất âm của Audio Hungary Qualiton A50i khá ấn tượng, rất chi tiết, ấm áp và dễ dàng đem đến cảm giác đúng chất âm ly đèn. Những yếu tố này thực ra có thể dễ dàng đạt được với bóng đèn 5 cực L34. Thế nhưng hầu hết các nhà sản xuất sử dụng bóng L34 chỉ để che giấu khiếm khuyết trong thiết kế. Audio Hungary Qualiton A50i không được sản xuất theo lối mòn đó. Phần nào người dùng khi nghe qua chiếc âm ly này sẽ thấy rằng những yếu tố cơ bản như độ thuần khiết, tốc độ, khả năng kiểm soát, sự cân bằng giữa các dải âm đều được thể hiện rất tuyệt vời.
Điểm mạnh đầu tiên mà chiếc âm ly tích hợp này sử dụng để thuyết phục người nghe chính là một âm trường rất rộng lớn. Rộng lớn chứ không phải kéo dài như thường thấy ở một số mẫu âm ly đèn khác trên thị trường. Phần lớn âm ly đèn mạch Poodpoo đều có chung điểm là âm thanh khá khô và để tạo hiệu ứng khoảng cách thì thông thường tiếng sẽ bị tập trung không đều. Thế nhưng trường hợp này lại không xuất hiện ở chiếc âm ly đèn Audio Hungary Quieten A50i. Sự khác biệt giữa một bản thu chất lượng cao và một đĩa nhạc chất lượng thấp khi được thể hiện qua một đầu CD chất lượng tốt cùng âm ly đèn Audio Hungary Quieten A50i sẽ được thể hiện rõ rệt hơn. Tuy nhiên, dù là với những đĩa nhạc chất lượng không cao, với sự giúp đỡ của sản phẩm này, chất lượng cũng được cải thiện lên rất nhiều. Đó cũng là một điểm cộng không phải chiếc âm ly nào cũng có thể sở hữu được. Tất nhiên, người dùng có thể tin tưởng rằng với Audio Hungary Quieten A50i, những màn trình diễn sẽ được thể hiện một cách giàu cảm xúc, âm sắc rất rõ ràng và đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với hơn 6 năm phát triển nhưng Audio Hungary đã cho thấy những kết quả đáng ngưỡng mộ về những nghiên cứu và phát triển của hãng trong lĩnh vực chế tạo thiết bị âm thanh. Với những công nghệ và trình độ cần thiết để tạo nên những chiếc âm ly có chất âm hay, đáng để trải nghiệm nhất. Và Audio Hungary Quieten A50i là một trong số đó. Một mẫu âm ly đèn đúng nghĩa với chất âm có thể đánh gục mọi tín đồ audio. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.